Em chào anh chị, em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chơi. Hôm nay em tìm được một miếng đất mà em tin chắc là rất là nhiều anh chị mình thích cái mà vị trí của miếng đất này nè. Giáp với sông. Đó. Đây là đê quốc phòng nha. Còn bên đó là sông Hàm Luông kìa. Đó. Còn hướng này nè, mình đi khoảng 700m là tới được cầu Hàm Luông nha. Ngay dốc chân cầu Hàm Luông thì có bệnh viện Đa khoa tỉnh đang xây. Một miếng đất có tổng diện tích là 1.284 m², với chiều ngang á là 34.6, chiều dài á là 44m. Hiện tại mình có 300m thổ cư và một căn nhà mới xây 1 năm luôn, rất là tuyệt vời nha anh chị. Rất là tuyệt vời nha. Con đường này là đê quốc phòng nha, đê quốc phòng kết nối từ khu công nghiệp An Hiệp mình tới thành phố Bến Tre. Từ đoạn từ khu công nghiệp An Hiệp á là đang làm là khoảng 2 cây số rồi. Đó, đi quốc phòng thì đi ngang đây. Còn bên đó là sông Mã. Sông Mã thì từ đây là sông Hàm Luông nè. Mình đổ ra theo sông Mã, mình đi ra tới sông Mekong của Tiền Giang anh chị. Rất là tuyệt vời nha anh chị. Một miếng đất có tổng diện tích là 1.284 m², thuộc xã Mỹ Thành, nay là xã Bình Phú nha. Dạ rồi, em mời anh chị mình vào trong để mình xem chi tiết của miếng đất ngày hôm nay nha. Nhà dân nè, bên đó là sông Hàm Luông nè anh chị. Gần sông nên không khí rất là mát mẻ, trong lành ha. Bên kia là thuộc xã Thanh Tân của huyện Mỏ Cày Bắc rồi. Dạ, hướng này đi khoảng hơn 3 cây số nữa là mình tới được khu công nghiệp An Hiệp. Đây, trụ ranh từ đây ngang qua đó là 34.6 ha. Chiều dài sông dưới là 44m. Bên đây thì có mộ nha. Đó. Còn trên đất thì mình sạch sẽ, cao ráo. Cho anh chị mình hết cái cảnh nào mà sông nước ven sông nữa. Gần sông nên không khí rất là mát mẻ, trong lành ha. Dài xuống đây là 44m nè anh chị. Đây, tới trụ ranh nè. 44m ha. Hậu của mình á là chạy về qua bên kia là 22m, đụng tới bức tường bên kia luôn á. Đó, trên đất hiện đại có một căn nhà, nhà này thì xây cũng được 1 năm, mới 1 năm à. 3 phòng ngủ, bếp, toilet đầy đủ các công năng hết. Nhà rất là đẹp luôn anh chị. Tại phải xây mới 1 năm mà, nhà mới tinh luôn mà. Đó. Thuộc xã Mỹ Thành hay là xã Bình Phú ha. Phú Bến Tre. Đây, cây này là cây quách nè anh chị. Còn bên đây là hệ thống kè nè, chống sạt lở rồi đó. Sông Mã nha, sông này là sông Mã. Này là cống ngăn mặn đồ anh chị, để xà lan đồ mình có thể vô rồi nha, mấy tàu ghe tàu để chở vật liệu xây dựng đó vô thoải mái luôn. Em cho anh chị mình xem cái mà kết quả đo đạc hiện trạng đất nha. Đất của mình là hướng Tây Nam nha anh chị, với diện tích là 1.284 m² nè, 84.7 m² nè. Địa chỉ của đất là xã Mỹ Thành, nay là xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ha. Còn mình đây sơ đồ nè. Đó, với chiều ngang á là quay quanh về nè anh chị, là hướng Tây Nam nha. Chiều ngang là 34.6, chiều dài là 44m, hậu là 22 ha. Có 300m thổ cư. Giá đây anh chị mình sở hữu một miếng đất mặt tiền đê quốc phòng và bên hông thì giáp ranh với sông Mã là 3.500 tỷ nha. 3.500 tỷ. 3.500 tỷ nha anh chị. 3.500 tỷ nha. Đó.
Cách cầu Hàm Luông là chỉ có vài trăm mét à, đi vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre là hơn 1,5 cây số nha. Ngay góc chân cầu Hàm Luông thì có bệnh viện đa khoa tỉnh đang xây. Đó. Còn đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 á là cách chân cầu Hàm Luông hướng về thành phố Bến Tre là khoảng 700 mét nha anh chị. Ngay chỗ cây xăng Khu Văn Khang đó, khu du lịch đó. Đó, hướng tây nam là quay quanh đây nha. Dạ rồi, bây giờ em đi từ đây nè, em chạy ra hướng ngoài cầu Hàm Luông cho anh chị xem nha. Dạ anh chị ơi, ngắm lại căn nhà ngày hôm nay ha. Đây có căn nhà mới xây luôn, 300 mét vuông thổ cư, 1.284 mét. Kế bên đây là sông Mã, còn đây là mặt tiền đê quốc phòng. Đó. Hướng này bây giờ em chạy, mời anh chị đi theo em nha. Ra ngoài để mình ra tới chân cầu Hàm Luông á, anh chị xem tiện ích xung quanh đây. Ô tô mình chạy thoải mái luôn rồi. Bên đây thì ta cũng đang kè để làm chắc này làm dạng nghỉ dưỡng á chị, đào ao được kìa. Đó. Đó là sông Hàm Luông nha. Đúng rồi, dạng này là nghỉ dưỡng luôn rồi chị ơi. Trồng cây rồi nè. Con đê thì mới làm một đoạn à, một đoạn từ khu công nghiệp An Hiệp á, khoảng 2 cây số á, đang đổ về thành phố Bến Tre. Mình đang chạy trên con đê nha chị, đường đê ha. Như là đê quốc phòng, vừa để phục vụ bên quốc phòng á, vừa để ngăn mặn, vừa để nước rồi ngập rồi anh chị. Rất là nhanh luôn, nếu mà đi theo con đê nè là cũng ngắn khoảng cách từ khu công nghiệp An Hiệp á, mình tới thành phố Bến Tre là chỉ có vài cây số à. Tình là chú cũng đang rất là cần tiền á, nên chú muốn bán nhanh gọn. Anh chị mình có nhu cầu mình mua, mình tìm miếng đất như vậy đó. Đây là ủy ban xã Mỹ Thành cũ nè anh chị. Mình thấy ưng ý mình cứ để mình ngồi lại mình thương lượng, mình trao đổi với chú nha anh chị. Đèn đập quá nè. Bên đây là bên tay phải mình á, là tập trung rất là nhiều nhà kho, nhà xưởng nha, phải vật liệu xây dựng, công ty xí nghiệp rồi. Thank you.
bên đó là bệnh viện đa khoa tỉnh ha anh chị, đang san lấp mặt bằng nè, quy mô rất là rộng luôn. Hướng này là mình vào ủy ban thành phố, rồi trường học, rồi công an xã, rồi chợ đâu á, mình đi ra ngoài phường 7 được luôn nha. Phường 7 nhìn qua bên kia là khu Sao Mai đó, công an tỉnh nằm đó luôn. Dạ, còn hướng này nè là mình đi 700m là tới được đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2, sẽ đổ ra hướng cây xăng Phú An Khang á, đó, khu lịch Phú An Khang rồi á, ngay khúc đó anh chị. À, đi vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn. Con đường đó là đường quốc lộ 60, con đường huyết mạch đi các tỉnh miền Tây đâu á. Đây là cầu Hầm Luông nha. Qua bên kia cầu á là huyện Mỏ Cày Bắc rồi. Đi miền Tây được luôn ha anh chị. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn chị mình đã xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye, bye mọi người.